Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ống kính. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Và hãy nhớ, sự an toàn luôn phải được ưu tiên hàng đầu thưa quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị cập nhật tin tức an ninh đáng chú ý qua ống kính an ninh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 4. Tối qua ngày 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tuấn, tức Tuấn Cày, 39 tuổi, trú tại phường 4, Lê Phúc Thọ, 34 tuổi và Bùi Phương Lâm, 36 tuổi, cùng trú tại phường 3, thành phố Vũng Tàu, để điều tra các hành vi giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ công an, cuối năm 2018, mẹ của Tuấn vay của ông Phạm Thanh An, trú tại thành phố Vũng Tàu, 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ông An đến gặp bố của Tuấn và yêu cầu trả số tiền trên. Khuya 21 tháng 4, Tuấn đi nhậu về thì nghe tin ông An đến đòi nợ và đánh bố mình. Thời điểm này, ông Lê Phúc Thọ, Bùi Phương Lâm cùng ba người tên Vũ, Minh và Sơn, chưa rõ danh tính, đang nhậu tại nhà của Tuấn. Tuấn gọi điện thoại cho An đến gặp Tuấn để lấy tiền, nhưng thực chất là để đánh An. An nhờ Nguyễn Quốc Dương đến lấy tiền giùm. Dương không trực tiếp đến mà nhờ anh Phạm Minh Khôi, trú tại phường 4, đến gặp Tuấn. Khi anh Khôi đến thì bị Tuấn cùng đồng bọn dùng tay chân đánh gây thương tích, bắt Khôi quỳ xuống đất. Mặc dù anh Khôi đã giải thích đến lấy tiền hộ, không liên quan đến việc đánh bố của Tuấn, nhưng vẫn bị Tuấn và đồng bọn đánh đập, giữ lại không cho ra khỏi nhà. Một lúc sau, anh Phạm Cảnh trú tại phường 4 đến cũng bị Tuấn đóng cổng giữ lại và cùng đồng bọn đánh đập. Nhận được thông tin, công an phường 4 đã cử lực lượng đến giải quyết. Mặc dù lực lượng công an đã yêu cầu Tuấn và đồng bọn chấm dứt hành vi giữ người trái pháp luật và hành hung người khác, nhưng các đối tượng này vẫn thể hiện hành vi côn đồ. Sau đó, công an phường 4 tăng cường cảnh sát hình sự cùng bảo vệ dân phố xuống phối hợp giải quyết. Cùng lúc này, ông An cũng đến nhà của Tuấn. Khi ông An vừa bước vào nhà, Tuấn và đồng bọn lao vào đánh ông An bất tỉnh, bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an. Một cán bộ công an cũng bị nhóm của Tuấn đánh. Trước hành vi côn đồ của các đối tượng, công an đã nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp, giải tán và đưa người bị hại đi cấp cứu. Làm việc với cơ quan điều tra, Thọ và Lâm thừa nhận đã có hành vi phạm tội. Riêng đối tượng Tuấn không thành khẩn khai báo và còn xúi giục đồng bọn bỏ trốn để gây khó khăn cho cơ quan công an. Cơ quan điều tra yêu cầu Nguyễn Huỳnh Tuấn nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc đảo vé tại bến Phà Gót, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hải Phòng đã tạm giữ 10 đối tượng là cán bộ, nhân viên bến Phà Gót để điều tra làm rõ hành vi trục lợi của các đối tượng này. Qua khám xét ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Hải Phòng đã thu giữ rất nhiều vé đã qua sử dụng được giữ lại tại phòng bán vé, phòng soát vé và nhiều tài liệu sổ sách, chứng từ thể hiện hành vi vi phạm của các nhân viên bến phà này. Sau khi cây cầu vượt biển Tân Vũ, Lạch Huyện, Khánh Thành và đưa vào khai thác, Ban Quản lý Bến Phà Gót đã ra quy trình bán, soát vé đối với hành khách và các phương tiện qua phà. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hải Phòng phát hiện, các nhân viên làm việc tại bến phà đã lợi dụng việc soát vé, xé vé, cố ý giữ lại các vé còn nguyên vẹn để thực hiện việc quay vòng nhằm thu lợi bất chính. Nhóm cán bộ nhân viên Bến Phà Gót còn cho các phương tiện chạy theo tuyến chở hàng trọng tải lớn liên hệ với ban quản lý bến phà để trả tiền trực tiếp mà không lấy vé. Theo đó, mỗi ca, các đối tượng trong số cán bộ, nhân viên bến phà thu lợi bất chính với số tiền khoảng 60 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền bán vé. Trước đây đã có không ít trường hợp ngạt khí khiến nhiều người tử vong. Một trong những nguyên nhân phổ biến đó là việc thiếu đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn lao động, thiếu sự quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho công nhân của các doanh nghiệp. Liên quan đến vụ 25 công nhân thuộc công ty Sivina trụ sở ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nặng nhất vẫn đang được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ngoài ra, 11 trường hợp khác cũng đang được theo dõi tại khoa nội hô hấp của bệnh viện. Khoảng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 4, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 13 trường hợp công nhân của công ty cổ phần Sivina chuyên chế biến tôm xuất khẩu nhập viện do ngộ độc khí ga. Trong đó có 2 ca rất nặng phải đưa vào khoa hồi sức tích cực chống độc để điều trị. 2 ca này bị phù phổi, tổn thương phổi, phải đặt nội khí quản thở máy.
Theo bệnh viện, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí làm lạnh NH3 trong khu vực nhà xưởng. Trước đó khoảng 7 giờ sáng khi các công nhân vào ca làm việc được khoảng 1 giờ thì ngửi thấy mùi ga nồng nặc trong khu vực sản xuất sản phẩm tôm tempura của công ty Sivina. Sau đó cảm thấy mệt mỏi, khó thở liền bỏ chạy ra ngoài. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết có tổng cộng 25 công nhân bị ngộ độc khí ga tại công ty Sivina đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng được dự báo là có thể kéo dài sang tháng 5. Do đó, nguy cơ cháy rừng tại nhiều tỉnh thành, nhiều khu rừng đang ở mức cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh Phú Yên là một trong số đó. Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 4, các đám cháy liên bùng phát khiến khoảng 6 hecta rừng đặc dụng đèo cả thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bị thiêu rụi. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 xuất hiện đám cháy nhỏ tại khu vực Bí Hòa dưới chân rừng đèo cả. Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng tại chỗ của xã Hòa Xuân Nam và huyện Đông Hòa đã tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên đến 13 giờ cùng ngày, do thời tiết nắng nóng và có gió nên đám cháy bùng phát trở lại. Vào tối ngày 26 tháng 4 và rạng sáng 27 tháng 4, lửa cháy khá lớn và lan rộng. Với sự tích cực chữa cháy của 50 người, đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 4, chỉ còn 3 đám lửa nhỏ. Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng đặc dụng đèo cả bị cháy khoảng 6 hecta. Theo số liệu công bố của Bộ Công an về tình hình cháy nổ tháng 4 năm 2019, tính từ ngày 16 tháng 3 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 316 vụ cháy, làm chết 12 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại ước tính 110,03 tỷ đồng. So với cùng kỳ tháng 4 năm 2018 thì số vụ cháy đã giảm cả 4 tiêu chí, giảm 47 vụ, giảm gần 13%, giảm 8 người chết, giảm 56 người bị thương. Trong tháng 4 năm 2019, toàn quốc xảy ra 4 vụ nổ làm 2 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ tháng 4 năm 2018, giảm 1 vụ, tăng 1 người chết và giảm 2 người bị thương. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 957 vụ cháy nổ, làm 30 người chết và 57 người bị thương. Tài sản thiệt hại ước tính hơn 154 tỷ đồng. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ cháy lớn, làm 4 người chết, thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng. Mặc dù số vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, nhưng đa phần người dân và doanh nghiệp lại khá thờ ơ với việc mua bảo hiểm cháy nổ. Theo Nghị định số 23/2018 của Chính phủ, việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng với toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình, máy móc, thiết bị, các loại hàng hóa vật tư, v.v. Tuy nhiên, thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho thấy, trong năm 2018, toàn quốc chỉ có 43.693 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ tham gia bảo hiểm. Số cơ sở tham gia này chỉ chiếm 56% tổng số cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Và để giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra, cần phải có giải pháp mạnh tay đối với các doanh nghiệp, cơ sở không chấp hành quy định này. Đến đây, bản tin trước ống kính xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.